Chúng ta sẽ tiếp tục đến với các cái công thức đạo hàm. Đạo hàm của hàm số mx thì lúc này y phẩy lúc này sẽ bằng chính bằng mx. Thế còn đạo hàm của hàm mu thì lúc này nó sẽ bằng u phẩy rồi nhân với các mu. Thế còn là phần 9 đấy là đạo hàm của hàm ln x thì lúc này y phẩy nó bằng 1 chia số x. Và với tương tự thì chúng ta có được y phẩy của hàm ln u thì lúc này nó chính vào bằng u phẩy mà chia cho u. Còn đối với hàm a mu x thì chúng ta có công thức đạo hàm đấy là lúc này nó chính là bằng a mu x rồi nhân với cả ln a. Thì trong trường này e mu x lúc này nó chính là một trường đặc biệt của trường a mu x khi mà ln của e lúc này nó bằng 1. Tương tự chúng ta có được đến là hàm a mu thì đạo hàm của nó sẽ có dạng đấy là u phẩy nhân cả a mu rồi nhân với cả ln a. Một cách tương tự thì hàm ln x cũng chính là một trường đặc biệt của hàm logarit cơ số a của x và khi đạo hàm thì chúng ta thu được đấy là 1 chia cho x nhân với cả ln a. Tương tự thì chúng ta có hàm logarit cơ số a của u thì lúc này nó chính là bằng u phẩy mà chia cho u nhân với cả ln a. Biểu thức thứ 12 đấy là đạo hàm tích của một cái hằng số k. Tích của một hằng số k và một cái hàm số thì khi đạo hàm thì hằng số k lúc này nó sẽ chúng ta để giữ nguyên và chúng ta nhân với cả cái đạo hàm của cái hàm số u. Lúc này đạo hàm của k u lúc này bằng k nhân u phẩy. Chúng ta đi xem xét cái một ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn về các công thức đạo hàm. Ở trong phần ví dụ 1 này chúng ta thấy hàm số của chúng ta nó sẽ có dạng lại 2 sin bình đóng một ngoặc cos của 3x. Đầu tiên thì chúng ta nhận định cái hàm số này nó là một hàm hợp. Và hàm hợp này thì nó làm ban đầu chúng ta nhận định lúc này nó chính là hàm x bình phương. Hay mình sẽ đặt là u bình phương. U bình phương vì nó là một hàm hợp. Trong đó thì hàm u ở đây thì của chúng ta lúc này nó chính là sin của cos 3x. Và do đạo hàm của hàm u bình phương như thế nên là chúng ta sẽ thu được là 2 rồi nhân với cả 2. Sau đó nhân với cả u phẩy. U phẩy thì chúng ta thấy ở trong trường này thì chúng ta thấy là thì chúng ta sẽ tạm thời đặt nó ở dạng u phẩy đã. Thế nó sin của cos 3x. Rồi đạo hàm xong chúng ta phải nhân thêm u. Nhân thêm u thì ở đây chúng ta thu được đấy là sin của cos 3x. Tiếp tục thì chúng ta lấy đạo hàm của hàm sin của cos 3x và trong trường này thì hàm u của chúng ta nó sẽ có dạng là hàm sin của u. Và u ở trong trường này chúng ta lấy đến là u lúc này nó bằng cos của 3x. Và để đạo hàm hàm sin u thì lúc này nó sẽ bằng là 4 nhân với cả u phẩy nhân với cos u. U phẩy trong trường này chính là cos của 3x. Và đạo hàm nhân với cos u tức là cos của cos 3x. Xong tiếp tục chúng ta nhân với cả sin của cos 3x. Chúng ta sẽ đi đạo hàm tiếp hàm cos 3x. Hàm cos 3x thì trong trường này chúng ta lại chọn là hàm của nó chính là hàm cos của u với u nó chính là 3x. Thì ở đây thì chúng ta đạo hàm thì cũng khá đơn giản. Và thêm một bước nữa đấy là chúng ta nhóm thêm vào đấy là cái 2 sin của 3x và nhân với cos của 3x thì chúng ta nhóm thành sin của 2 cos 3x. Tức là ở đây khi mà ở đây chúng ta làm từ từng bước một để cho rõ hơn là 4 rồi nhân với cả trừ 3 đấy là u phẩy nhân với cả nó chính là trừ u phẩy rồi nhân với cả sin u. Thì lúc này trừ 3 rồi nhân với cả sin của 3x, tức là sin u. Sau đó chúng ta nhân với cả cos của cos 3x. Rồi nhân thêm sin của cos 3x. Thì trong trường này chúng ta nhóm lại thì hai cái này thì ta áp dụng công thức lượng giác đấy là 2 sin x cos x. Thì lúc này nó bằng sin của x.
chúng ta thu được đây là trừ 6 nhân với cả sin của 3x, rồi nhân thêm sin của 2 lần cos 3x. Đây chính là cái kết quả cuối cùng của cái bài toán mà đạo hàm của hàm hợp và kết hợp rất nhiều các công thức khác nhau. Và đối với những hàm hợp mà phức tạp như này thì chúng ta nên bóc tách dần dần từng lớp, và thường là bóc tách từ bên phía bên ngoài vào, và chúng ta sẽ đi đạo hàm từng bước một và chúng ta ra được cái kết quả cuối cùng mà các bạn thấy là cũng không có gì khó khăn cả. Tiếp đó là chúng ta đi đến cái ví dụ 2. Đấy là một cái ví dụ về tính đạo hàm mà theo định nghĩa. Ở ví dụ 2 này thì cái bài toán yêu cầu nó bắt chúng ta tính đạo hàm của hàm số y bằng 5x theo định nghĩa. Và khi giải thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức xét giới hạn để chúng ta làm. Ban đầu thì chúng ta sẽ đi tính đạo hàm của hàm số y mũ 5x tại một cái điểm x0 thuộc R. Và để tính đạo hàm của hàm số này tại điểm x0 thuộc R thì chúng ta xét giới hạn lim của fx trừ fx0 mà tất cả chia cho x trừ x0 khi mà trong quá trình x tiến đến x0. Thì chúng ta thay hàm số và chúng ta thu được lim của x tiến đến x0. Thì fx lúc này nó chính là 5 mũ x. Thế còn fx0 tức là 5 mũ x0 mà tất cả chia cho x trừ x0. Ở đây thì chúng ta để ý là chúng ta không được sử dụng đến quy tắc L'Hôpital, mặc dù nó có dạng là 0 trên 0, bởi vì nếu sử dụng quy tắc L'Hôpital thì chúng ta phải đi đạo hàm của hàm 5 mũ x. Đạo hàm của hàm 5 mũ x. Thì nếu đạo hàm của hàm 5 mũ x thì chúng ta đã phá vỡ, tức là chúng ta sử dụng cái quy tắc đạo hàm rồi, mà bài toán này trở nên vô nghĩa, bởi vì chúng ta đang người ta bắt chúng ta tính cái đạo hàm này theo định nghĩa. Ở đây thì chúng ta nhận thấy là x trừ 0 thì nó dưới mẫu và nó tiến đến 0 khi x tiến đến 0. Mà trên tử thì nó là 5 mũ x, nên là chúng ta sẽ quy ngay về cái dạng e mũ x trừ 1 chia cho x. Khi x tiến đến 0 thì nó sẽ tiến đến 1. Mà chúng ta sẽ biến đổi về cái dạng nó có dạng như thế, và chúng ta có được lim của x tiến đến x0. Chỗ này thì chúng ta sẽ tách nó thành là 5 mũ x0. Và khi mà tách thành 5 mũ x0 thì nó sẽ có dạng đấy là 5 mũ x trừ x0 mà trừ đi 1. Tất cả chia cho x trừ x0. Và chúng ta tiếp tục biến đổi. Đấy là ở chỗ này thì 5 mũ x0 nó bởi vì x0 là một cái điểm xác định rồi, nên là 5 mũ x0 nó là coi nó là một cái hằng số và chúng ta thể đưa ra ngoài rồi giới hạn thì nó sẽ bằng 5 mũ x0 mà nhân cả lim của x tiến đến x0. Chỗ này thì chúng ta sẽ biến đổi về dạng là e mũ, thì nếu biến đổi về dạng e mũ thì nó sẽ có dạng là e mũ x trừ x0 mà nhân với cả len x, nhân với cả len 5, nhân với cả len 5, và chúng ta trừ đi 1 và chia. Và để biến đổi về dạng e mũ x trừ 1 chia cho x thì chúng ta sẽ biến đổi mẫu về dạng là e x trừ x0 rồi nhân với cả len 5. Và khi này thì muốn triệt tiêu thì chúng ta phải nhân thêm len 5 nữa để cho nó cân bằng tử và mẫu. Và kết quả của chúng ta thu được lúc này nó chính là cái giới hạn là lim của e mũ x trừ 0 nhân với len 5 khi mà trừ 1 khi mà chia cho x trừ 0 nhân với len 5 thì khi x tiến x0 thì nó sẽ bằng 1. Nó tuân theo cái giới hạn là lim của e mũ t trừ 1 chia t khi mà t tiến x0 nó bằng 1, nên là giới hạn nó sẽ có dạng là 5 mũ x0 nhân với cả len 5. Thì đây cái công thức này nó phù hợp với cả cái cách tính đạo hàm theo cái quy tắc ở trên. Như vậy chúng ta thể kết luận đấy là y phẩy của hàm số này lúc này nó chính bằng 5 mũ x nhân với cả len 5 và với mọi x thuộc R. Và bài toán đến đây sẽ được giải quyết.